Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc và thành công bước sang tháng 12 âm lịch năm 2021, gặp nhiều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mà các bạn muốn xem tử vi tuổi Tý tháng 12 năm 2021 âm lịch chi tiết về các phương diện sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe cẩm nang vượng vận cho từng tuổi tí trong tháng. Mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. Mời các bạn cùng theo dõi. Bước sang tháng 12 âm lịch năm 2021, tin vui là vận trình của người tuổi Tý có nhiều khởi sắc rất rõ rệt ở hầu hết các phương diện trong tháng cuối cùng của năm. Con giáp này đang có được báo hiệu có quý nhân đồng hành, dìu dắt vượt khó trong công việc nên khởi sự trong tháng dễ thành các kế hoạch diễn ra suôn sẻ, tài lộc viên mãn, tình cảm như ý, tạo thêm tự tin cho bản mệnh. Tuy nhiên, với bạn tuổi Tý do quá bận rộn mải mê với công việc và làm giàu khi Tết đang đến gần, con giáp này có thể bị lao lực, sức khỏe sa sút. Tử vi tuổi Tý tháng 12 năm 2021 âm lịch về phương diện sự nghiệp. Bước sang tháng 12 âm lịch này với bạn tuổi Tý cho thấy, vận trình của bản mệnh có nhiều dấu hiệu chuyển biến tích cực về phương diện công việc, sự nghiệp với hàng loạt cắt tinh soi chiếu, giúp hỗ trợ cho bạn có thể tạo ra những bước đột phá mạnh mẽ trong tháng cuối cùng của năm tân sửu này. Trong tháng này cũng nhờ lục hợp và nguyệt lệnh lâm trường sinh hợp chiếu, vận khí hanh thông, mưu sự có cảm giác rất suôn sẻ, cố gắng bỏ ra đều được đền đáp xứng đáng. Con giáp này còn có quý nhân đồng hành, dìu dắt bạn vượt khó. Vận khí khởi sắc nên bạn hãy mạnh dạn tiến hành những việc quan trọng bằng cách tận dụng cơ hội, hứa hẹn thành công lớn các kế hoạch diễn ra suôn sẻ sẽ tạo thêm tự tin cho bản mệnh sao thái dương xuất hiện càng củng cố rằng viễn cảnh tương lai của bạn đang rất tươi sáng miễn là bạn có cố gắng và dám làm dám chịu thật sự nghiêm túc với lựa chọn của bản thân sự thuận lợi chắc chắn sẽ đến khi con giáp này biết đương đầu biết chấp nhận với mọi trở ngại dù khối lượng công việc trong tháng giáp tết sẽ không nhỏ nhưng chỉ cần bạn tập trung và làm mọi thứ tới nơi tới chốn thì chẳng có gì phải lo ngại khi đã nắm được vấn đề cốt lõi cũng như vận dụng kinh nghiệm chuyên môn của bản thân cứ yên tâm là bên bạn luôn có người giúp đỡ nên dù có gặp trở ngại cũng dễ dàng vượt qua tất nhiên sự trợ giúp đó sẽ không phải là làm thay hoàn toàn phần việc của bạn nhưng sự chung tay góp sức thậm chí là sự hỗ trợ về mặt tinh thần cũng rất hữu ích với bạn ở thời điểm này Nhân cơ hội này, bạn cũng có thể triển khai những dự định mới đã ấp ủ từ lâu để lên kế hoạch cho con đường thăng tiến tiếp theo của mình, tạo dựng nền tảng vững chắc cho năm tới. Chớ vì cái lợi trước mắt mà quên đi lợi ích lâu dài. Bản mệnh nên chủ động nắm bắt thời cơ, xử lý mọi việc quyết đoán, dứt khoát trước khi vận khí đi xuống. Tử vi tuổi Tý tháng 12 năm 2021 âm lịch về phương diện tài lộc. Về phương diện tài lộc của người tuổi Tý trong tháng 12 âm lịch này, thầy Tử Vi chỉ ra rằng, nguồn thu nhập trong tháng này của người tuổi Tý khá dồi dào và đến từ nhiều nguồn khác nhau. Mặc dù công việc vào tháng giáp Tết với bạn sẽ trở nên bận rộn hơn rất nhiều và kèm theo đó là không ít khó khăn vất vả, nhưng bù lại tài lộc của bạn lại tăng vụt một cách bất ngờ. Công việc với người tuổi Tý trong tháng này, tuy bận rộn nhưng được suôn sẻ, làm tới đâu thuận lợi tới đó, hứa hẹn thu nhập cũng từ đó mà tăng tiến bản mệnh có thể sẽ nhận được một khoản tiền lương và tiền thưởng cộng dồn xứng đáng với những đóng góp của mình trong suốt một năm vừa qua, nhìn chung thủ lao khá lý tưởng. Đặc biệt trong tháng này, đối với những người làm kinh doanh, buôn bán sẽ có một tháng tất bật với các đơn hàng, khách hàng ngườm nượp ra vào, lợi nhuận tăng hơn nhiều lần so với tháng trước đó khi bạn đang có được thực thần chiếu mệnh bạn tuổi tý trong tháng này có thể chủ động đẩy mạnh quy mô kinh doanh buôn bán và đầu tư ngay trong tháng cận tết này sẽ có cơ hội thu hoạch được khoản lợi không nhỏ hề nhỏ khi thị trường đang nóng trong tháng này mọi thứ dường như đang đi đúng đường đúng hướng vậy nên bạn tuổi tý càng phải hành động thật chỉn chu và cẩn thận tránh để xảy ra những sai sót rủi ro gây thất thoát tài chính trong tháng chạp và bạn tuổi tý cũng cần phải cẩn trọng trong việc lựa chọn đối tác làm ăn không được phép chủ quan và qua loa bạn hãy sáng suốt và tỉnh táo hơn trong việc nhìn nhận và đánh giá con người để không tự rước những rắc rối vào người. Bên cạnh đó, do đây là tháng cận Tết nên bạn cũng có xu hướng sắm sửa nhiều hơn. Khi nhu cầu chi tiêu tăng lên, bạn càng phải có kế hoạch quản lý tài chính cụ thể, hạn chế mua sắm quá đà và không thiết thực. Việc cho vay mượn tiền bạc trong tháng cuối năm cũng không phải là quyết định khôn ngoan. Tử vi tuổi Tý tháng 12 năm 2021 âm lịch về phương diện tình duyên. Ở phương diện tình cảm, với người tuổi Tý trong tháng 12 âm lịch này đang có sao Thiên Diêu chiếu mệnh giúp đường tình duyên của bạn có được sự khởi sắc mạnh mẽ. Đối với những người độc thân sẽ nhận được nhiều sự chú ý hơn từ những người khác giới và sớm muộn gì với bạn cũng sẽ tìm thấy nửa kia phù hợp, không phải lo lắng thái quá về tuổi tác. Với bạn tuổi Tý, chỉ cần bạn chủ động nắm bắt cơ hội tốt đến với mình để thúc đẩy nhân duyên thì không khó để gặp được người tâm đầu ý hợp trong tháng nấy nếu như bạn đã có người trong lòng đây cũng là thời điểm thuận lợi để bạn bày tỏ tình cảm chân thành với đối phương mạnh mẽ lên bạn sẽ sớm có được điều hằng mong ước có người may mắn còn nhận được sự chấp thuận của đối phương và thế là có người để dẫn về ra mắt người lớn ngay trong dịp tết này đời sống hôn nhân êm đẹp tình cảm cặp vợ chồng hòa thuận những mâu thuẫn trước đó đã được hóa giải cả hai đều tất bật với kế hoạch chuẩn bị cho Tết nhưng không quên quan tâm và chăm sóc nửa kia chu đáo, không khí gia đình rất ấm áp và vui vẻ. Xem phi tinh tháng cho thấy, sao bát bạch chủ về đào hoa, nhân duyên xuất hiện ở hướng Tây Nam. Đây là phương vị vượng đào hoa trong tháng. Vì vậy với bạn tuổi Tý nên thường xuyên đặt hoa tươi tại đây để tăng cường các khí, thúc đẩy nhân duyên tốt lành. Từ đó, đối với những người độc thân sớm tìm được ý chung nhân cho mình, còn tình cảm các cặp đôi ngày càng khăng khít, hạnh phúc hơn. Tử vi tuổi Tý tháng 12 năm 2021 âm lịch về phương diện sức khỏe. Sức khỏe của tuổi người tuổi Tý trong tháng này đang có dấu hiệu lao lực do tháng này quá bận rộn với công việc và mải mê kiếm tiền. Năm hết Tết đến, bạn càng cần phải chú ý chăm sóc cơ thể hơn để không ngã bệnh vào thời điểm quan trọng như thế này. Bên cạnh đó với tuổi tí trong tháng này do thời tiến vào mùa đông lạnh, bạn cũng nên chú ý giữ ấm cơ thể không nên đi ngoài trời trong thời tiết lạnh giá, nhiều xương như sáng sớm và đêm muộn sẽ không tốt cho sức khỏe, đề phòng bệnh cảm cúm, phong hàn gây ảnh hưởng tới công việc, sinh hoạt thường ngày. Nhất là người già và trẻ nhỏ càng cần được chăm sóc sức khỏe nhiều hơn do sức đề kháng kém. Ngoài ra trong tháng này bạn cần chú ý trong khi đi lại để tránh gặp phải sự cố, đụng chạm xe cộ gây thương tích, nhẹ thì chảy sớt, nặng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, sẽ rất bất lợi. Cẩm nang vượng vận tháng 12 năm 2021 âm lịch cho từng tuổi tý Tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa, nam thổ tú, nữ vân hán. Khẩu quyết, công việc có nhiều dấu hiệu chuyển biến tích cực nhờ được nhiều cát tinh soi chiếu quý nhân thân sửu tiểu nhân mùi dậu màu sắc may mắn đen trắng tuổi canh tí thuộc mệnh thổ nam thái âm nữ thái bạch khẩu quyết mạnh dạn triển khai những dự định mới tạo dựng nền tảng cho năm tới quý nhân thìn sửu tiểu nhân mùi mão màu sắc may mắn bạc xám tuổi nhâm tí thuộc mệnh mộc nam thái dương nữ thổ tú khẩu quyết dù bận rộn nhưng thu nhập khá dồi dào và đến từ nhiều nguồn quý nhân thân hợi tiểu nhân mão dậu màu sắc may mắn đen xanh da trời tuổi giáp tý thuộc mệnh kim nam thổ tú nữ vân hán khẩu quyết đường tình duyên khởi sắc mạnh mẽ nhiều cơ hội tình cảm ập tới quý nhân sửu hợi tiểu nhân tuất ngọ màu sắc may mắn xanh dương trắng tuổi bính tý, thuộc mệnh thủy, nam thái âm, nữ thái bạch. Khẩu quyết, chú ý chăm sóc sức khỏe, đề phòng tai nạn, sự cố trong tháng cận Tết. Quý nhân, thân, thìn. Tiểu nhân, mão, ngọ. Màu sắc may mắn, ghi, vàng kim. Các bạn thân mến trên đây Minh Đường Tử Vi đã chia sẻ về vận trình Tử Vi của tuổi Tý trong tháng 12 năm 2021 âm lịch hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ các bạn có thể áp dụng tránh hung hóa cát để lộ trình công việc của mình được thuận lợi suôn sẻ nhất cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại